Hello các bạn, mình giới thiệu các bạn làm thế nào để mà cái điều hòa nằm ngay trong cái vườn lan của mình mà cây lan vẫn sống khỏe các bạn nha. Các bạn thấy cái gọi điều hòa đang hoạt không? Đây là cái điều hòa mà một mẹ ba con các bạn nha. Điều hòa đang hoạt động đấy các bạn. Các bạn thấy cái vườn lan của mình nè, cây lan như thế này nè. Rồi các bạn thấy không? Nhà mày cây lan vẫn sống khỏe này đó các bạn thấy không? Đó là nhờ hệ thống. Không tưới lan tự động theo tưới lan tự động theo ẩm độ nhiệt độ các bạn ha. Như vậy bây giờ độ ẩm của nó là 90% và nhiệt độ là 28.5 các bạn ha. Cái nhiệt độ mà lên trên 28.5 thì nó sẽ phun sương các bạn ha. Các bạn thấy đâu phun sương nè. Khi mà độ ẩm mà giảm xuống còn 75% á thì nó sẽ phun ẩm các bạn ha. Rồi các bạn thấy không? Các bạn đang quay nè các bạn thấy không? Các bạn đang quay các bạn ạ. Rồi các bạn thấy nhờ cái hệ thống điều hòa này chứ không có hệ thống mà tự động điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm là nghĩa như là mình không thể nào sử dụng được điều hòa các bạn nha. Ở đây trời đang rất nóng các bạn, nhiệt độ ngoài trời 35 độ C các bạn nha. Và như bây giờ đứng lại rồi, các bạn bây giờ tự động đứng lại các bạn nha. Một lát nó sẽ quay trở lại. Các bạn thấy ngọn lan của mình đó vẫn sống khỏe các bạn ơi, nhờ hệ thống tưới tự động này theo độ ẩm nhiệt độ mà lan vẫn sống khỏe các bạn ơi. Cái quạt này điều hòa này cũng tự động các bạn, một lát mà nó mình đang cả làm nhiệt độ điều hòa là 27 độ, lát nó giảm xuống rồi nó là nóng quá là nó tự động nó bật chạy lại các bạn tự động theo nhiệt độ độ ẩm là kể như là cái vườn lan của mình tèo luôn các bạn ạ. Nhà có hệ thống phun sương này mà nó phun sương mà bây giờ duy trì ẩm độ và vườn lan mình nó vẫn sống bình thường các bạn ạ, vẫn ra hoa và sống bình thường các bạn. Các bạn thấy thú vị thì cho mình xin một subscribe, like, share, comment để mình có động lực quay tiếp cái video phục vụ các bạn ha. Các bạn muốn mà tham khảo về cái hệ thống tưới lan theo tự động theo nhiệt độ độ ẩm này thì các bạn có thể tham khảo cái bài viết của mình về tưới cây cho lan đó các bạn, tưới nước cho lan đó các bạn, ở trong cái phần tham khảo cái phần và cái phần đi mô tả của video các bạn. Thấy có lý à, cây lan mà sống chung với điều không khí vẫn bình thường các bạn ha, không ảnh hưởng gì mình thế giới các bạn ha. Những trường hợp mà cây này điều hòa mà trên điều hòa mà dưới vườn lan là như nhà tèo luôn các bạn ha. Khi mà không khí nó phun ra thì cái hệ thống phun sương tự động này nó phun ra bắt đầu
nó bao trùm luôn cả cái vườn lan các bạn, bao trùm cái vườn lan mà làm cho cái là hóa giải cái nhiệt độ, nó giảm cái nhiệt độ ẩm của cái vườn với cái nhiệt độ của cái quạt, của điều hòa, của không khí từ từ điều hòa phát ra các bạn ơi, làm cho cái điều hòa nó giảm cái không khí, khối lượng không khí của điều hòa phát ra nó giảm nhiệt độ xuống các bạn, để cho người ta nó chịu được các bạn em. Thông thường là người sử dụng phương án là tôi bao che tùm lum lại, nhưng mà mình lại để tự nhiên luôn, giống như là không có gì cả. Ví dụ cái hệ thống phun sương tự động theo ẩm độ nhiệt độ này mà mình giải quyết được vấn đề này các bạn ha. Các bạn thấy thú vị không? Không có vấn đề gì nha, thì làm vẫn sống khỏe các bạn, không có chết chóc gì hết, sống và đang hoa bình thường các bạn ha. Các bạn